Thưa quý vị, theo chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, thành phố xác định sản phẩm du lịch có 3 nhóm gồm sản phẩm đặc thù, sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ. Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định du lịch đường thủy thuộc nhóm có tiềm năng trở thành sản phẩm đặc thù. Làm thế nào để thúc đẩy việc phát triển du lịch đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Du Ngoạn Việt về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, theo ông thì đâu là những giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược để phát triển du lịch đường thủy ạ? Trước hết là chúng ta nhìn lại một chút về quá khứ. Trước đây thì là có chủ trương của thành phố làm sao mà mình đưa cái ngành, đưa những cái sông nước này gần trên 1.000 cây số này, kênh rạch cũng như là sông của thành phố đi vào hoạt động du lịch. Bởi vì chỉ đây chính là cái thế mạnh mà Thành phố Hồ Chí Minh có được mà nhiều thành phố khác vào về mặt địa lý là họ không có. Cái thứ hai nữa là đối với ngành lữ hành, như tôi chuyên về làm lữ hành đây thì đây là sản phẩm tốt đưa vào thêm, làm cho nó phong phú hơn. Ngoài cái chuyện đi ra thành phố mình thăm những công trình đền đài bảo tàng thì ta đi dưới nước một lần nữa để nhìn thấy hết cái cảnh của cái thành phố này ở hai ven bờ và hiểu được cái điểm sâu lắng về mặt văn hóa cũng như là xã hội mà nó nằm ở dòng sông này nó mang lại. Thì cái giải pháp mà như chúng tôi đã thường hay cũng hay trình bày, cũng nói thật với quý vị là khi thành phố có chủ trương vậy thì có rất là nhiều cái chính sách đề ra, ví dụ chỉ thị 10 làm sao mà tận dụng hành lang ven kênh rạch, không xây dựng kiên cố, rất là nhiều. Phải nói là thành phố cố gắng hết sức, các quý vị lãnh đạo của thành phố theo qua nhiều thế hệ khác nhau, mỗi người có một cách thì họ đưa ra. Thế nhưng mà nó cũng có một cái điều rõ ràng, dầu thế hệ nào đưa ra nữa thì đến nay cái bí lâu nhất là gì, là chúng ta không thực hiện được ý tưởng trên bến dưới thuyền. Mà ở Nam Bộ này, ở miền Nam này, ở đất Sài Gòn này là phải là trên bến dưới thuyền. Mà trên bến thì hiện dưới thuyền thì có rồi đó. Đây như các bạn thấy rất là đẹp dưới thuyền, và đây là cái cầu cảng rất là dễ thương, ở đâu cũng có hết trơn đó. Nhưng riêng ở trên bến này là trục trặc một chút, tức là gì, nó là đất công. Đã nó ven sông ven rạch thì hầu hết đều là đất công, mà đã đất công thì nó đụng đến là làm sao đây, cho thuê kiểu gì hay là đấu thầu kiểu gì đó. Ngay từ cái lúc mà tôi nhớ là năm 2014, 15, 16 là khuyến khích đưa ra làm thế này đó, thì cũng không ai đặt vấn đề về đất công đó, thì mà cũng không ai đặt vấn đề là phải đấu thầu. Rồi từ 2019 trở lại đây thì có chính sách mới yêu cầu là đất công thì phải tính cái này cái kia. Đứng ở góc độ của một người đầu tư thì tôi thấy là chuyện đó là chuyện bình thường, sao ấy, chuyện đất công mà anh sử dụng đất công thì anh phải có nghĩa vụ, đó là bình thường, không có ai thắc mắc. Thế nhưng mà từ đó đề ra rồi đó thì là không đưa thêm chi tiết cái đất công đó về mình tính sao đây. Ví dụ như Bộ Tài chánh, Sở Tài chánh thì cho ra giá kiểu gì, Sở Tài nguyên Môi trường thì định như thế nào, rồi bên xây dựng thì hầu hết đất này là đất ven kênh rạch, là nó là công viên mà, tại chỗ nào cũng công viên làm cây, thì bên xây dựng đặt vấn đề gì mình nói ra và mình ra quyết định thì doanh nghiệp người ta thấy người ta làm được, người ta đi theo. Đó là cái cách đi mà tôi cho rằng là cái đó là cái thằng chốt nhất hiện nay đó, là mang tính chiến lược đó, mà hầu hết các thế hệ lãnh đạo đều đi qua thì đều gặp cái trắc trở chỗ đó là thiếu đó, thì chưa cái xử lý được. Chứ nếu được cái đó rồi đó thì nó mở đi một cái khung trời to lắm, có thể là mở toang cánh cửa cho vấn đề đầu tư, mở toang cánh cửa cho cái ý tưởng nó bay bổng trên những dọc sông này. Du lịch đường thủy thì bao gồm các sản phẩm trên địa bàn, sản phẩm kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, các trung tâm du lịch của khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. Thậm chí có những sản phẩm du lịch kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Campuchia hay là các quốc gia khác trong khu vực. Vậy thì theo ông, chúng ta cần phải có những cái giải pháp gì để có thể tăng cường tính kết nối, từ đó thì nhằm phát triển du lịch đường thủy một cách rộng rãi ạ? Thật ra thì các bạn biết không, như tôi là chuyên về lữ hành và làm tour như vậy đó, thì ở những người trong cuộc hiểu và thấy sau cái cảm ơn tổ tiên ông bà mình có thế hệ trước xong mà tiền nhân để cho mình tài sản hay quá, nó hay lắm. Ví dụ như chỉ có mình ở đất thành phố này nha, thì chúng ta là cái hấp, là cái trung tâm, ta có khách, ta đi ngay dòng sông này, ta đi ngang qua cái vùng đồng bằng sông Cửu Long cả, cái mình đi băng qua biên giới không, mình đi qua phía Campuchia, rồi từ Campuchia họ đi tiếp. Phải nói rằng là hay tuyệt vời, mà mấy tỉnh khác muốn kiếm không được. Cái đó là sự thật, nó thật là vậy. Và điều đó nó cũng cho thấy rằng là cái du lịch của chúng ta về đường thủy là không phải chỉ là nội đô
không phải là chỉ nội tỉnh này thành phố kia, mà nó là một kết quả, một sản phẩm kết hợp giữa thành phố này, giữa tỉnh này với tỉnh kia, rồi giữa Việt Nam và các quốc gia lân cận, phải nói là trên cả tuyệt vời. Vậy thì thật ra họ làm mấy năm nay rồi, chúng tôi cũng đưa khách nhiều lắm, hãng nước ngoài cũng khoảng số hãng quốc tế đưa, ví dụ như là của Brazil là có Aqua, Aqua Cruise cũng đưa vào một số hãng tàu cấp ạ, cao lắm á, một đêm chúng tôi trả là $2,000 một đêm ngủ trên cái thuyền, nữa không phải là nhỏ đâu, không phải ít đâu. Rồi cái tiếp nữa là một số hãng khác từ Myanmar nó vào, hoặc là từ địa phương mình từ 3-4 năm nay, những anh em họ đầu tư, họ đưa những con thuyền mới vào, tên rất là hay như là Prince, tất cả đều đưa. Thì họ làm cho quốc cái biên giới giữa nước này nước kia tự nhiên nó gần nhau trở lại, và thêm công ăn việc làm cho biết bao nhiêu cư dân nằm ven bờ đó đó, ghé tỉnh nào thì tham quan tỉnh đó, ăn uống. Ví dụ như đi qua Tiền Giang là chắc chắn là ghé bến Mỹ Tho, rồi từ đó Mỹ Tho mà đi xuống, hoặc là đi ghé đặc biệt là chỗ Cái Bè, là cái vùng đó tự nhiên là các hãng quốc tế nó cứ ưa chọn Cái Bè. Tôi biết nó có cái lý do của nó là gì, từ ở trên mình mà xuống dưới nó trùng cái kênh chợ gạo hơi hẹp, cho nên con tàu lớn thì khó đi, cho nên họ đậu ngay dưới cho nó tiện cho Cái Bè. Cái Bè thì nó cũng còn rồi những cái còn lại của chợ nổi nè, làng quê nó còn, và đặc biệt nữa là chỗ Cái Bè nó là cái nôi của nhiều trái cây nổi tiếng Nam Bộ như sợi cát Hoài Lộc hay những rất là nhiều thứ. Vì vậy cho nên các hãng tàu biển quốc tế là gọi là xuyên Việt đó, quốc tế nó hay thích đậu chỗ đó, thì tôi cho họ lựa chọn là tốt. Và cũng nói lên một điều nữa là gì, là cái du lịch đường thủy của chúng ta là cầu nối giao thương giữa các quốc gia với nhau, chứ không phải chỉ riêng đường bộ hay là đường bay trên trời, không phải, mà chỉ chúng ta mới có được. Cho nên nếu được chúng ta cần có chính sách tốt hơn nữa, các địa phương cần có những chính sách. Ví dụ tôi nói những năm đầu tiên hồi mà chưa có bến á, tội lắm, thuyền cứ đi không biết đậu đâu. Sau này Mỹ Tho làm được một cái bến quá tuyệt vời, quốc tế đậu vô ngon lành đó. Ý nhất là hãng tàu họ cũng có chỗ để họ đóng góp, vì ta đậu rồi phải trả tiền chứ, thấy không? Còn xưa không biết đậu đâu, cứ đi lang thang ở giữa sông vậy đó, đụng đâu sau đó vậy đó. Cho nên bây giờ là các tỉnh thành khác nên suy nghĩ về chuyện đó, cũng xây dựng những cái cầu bến cho nó đàng hoàng. Đặc biệt là đã phát triển đường thủy đó, thì phải đặt vấn đề là xây dựng nhà ga đường thủy bắt buộc. Mình chưa có, cả nước mình chưa có, hiện nay chỉ mới có những năm gần đây là chỗ Vịnh Hạ Long á, thì có làm một cái nhà ga đường thủy ở đó, nhưng nó vẫn là chỉ là bán hàng lưu niệm. Cái nhà ga này là nó thật tình mà nói nó như sân bay vậy đó, nghĩa là có chỗ ăn, có chỗ ngủ đêm lại, có chỗ là xuống giải trí, rồi là giải quyết những nhu cầu của thủy thủ. Ví dụ thủy thủ là hàng ngàn thủy thủ chứ không phải mọi người đâu, họ không đi xa được, họ không có visa, nhưng họ được quyền đi trong nội bộ. Ví dụ đến cảng Thành phố Hồ Chí Minh, thủy thủ được quyền đi mọi nơi trong Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà qua cái tỉnh khác là phải có visa. Cho nên họ ở ngay trong nội thành này, vậy thì cái áo nó hư, mới mua cái áo mới về, bây giờ mặc cho được lại thì làm sao? Phải có chỗ gọi là alteration shop, cái chỗ, cái tiệm mà sửa cho người ta chứ, hay là thậm chí cũng có những cái khu tiệm thuốc tây cho họ chứ. Đó, nó nằm nguyên trong cái trục đó, giải quyết nhu cầu con người như thế nào thì nguyên cái nhà ga đó nó có hết cái đó. Chính cái điều đó nó mới mang công việc làm đến cho mình. Cái tiếp nữa, chính cái nhà ga đó nó giải phóng năng lượng chỗ này nè. Bây giờ tàu đến, tàu vào cập cảng Sài Gòn, thế rồi khách đi xuống vali để đâu, rồi tàu đậu vô đó bao nhiêu ngày đó, rồi đường, gạo, sữa, tất cả những gì con tàu cần bến cần đó, cho khách thì cung ứng sao đây? Đấy, thì phải qua cái terminal đó đó, nhà cảnh đó nó mới giải quyết thế cái vụ này, mang là công an việc làm không biết có mang nào kể. Tôi nói như khách của tôi này, một năm nó vào mà tàu lớn không dám đưa xuống, chỉ có tàu nhỏ chừng 200 khách đó, thì mới có cái vụ mà bay vô ngủ đêm ở thành phố con cái, ngày hôm sau tàu đến mới xuống tàu. Và ngược lại là tàu đi chơi cả nước rồi tới Thành phố Hồ Chí Minh mình là lên bờ ngủ một đêm để chờ bay về nước khác. Thì tôi nói nội chị kéo vali hành lý không á, là không biết bao nhiêu, nếu mà tàu lớn hả, kéo một ngày chưa hết đâu. Một người là hai cái vali, mấy ngàn người là kéo được tàu, kéo ra đưa lên rồi. Ôi dồi ôi, thì đâu phải kéo không, kéo phải có tiền chứ, biết bao nhiêu công việc làm đến cho người địa phương.
Bản thân tôi, nếu như đóng vai trò tôi là một vị khách du lịch, thì có lẽ điều khiến cho tôi lưu tâm và nhớ về nhiều nhất trong những chuyến đi du lịch của mình có lẽ là những sản phẩm bản địa. Vậy thì theo ông, chúng ta liệu có nên có những cái món ăn ẩm thực đặc trưng của Nam Bộ kết hợp với đơn ca tài tử hay là sáo trúc lên trên sông Sài Gòn, kênh Như Lộc Thị Nghè, thậm chí là kênh Tân Hóa Lò Gốm hay không ạ? Cái việc mà đưa những sản phẩm văn hóa địa phương, văn hóa này nói chung, trong đó có ẩm thực rồi có đờn ca, ca nhạc gì đó, thì đó là cái điều mà tất cả những người mà khai thác như chúng tôi đều luôn luôn tìm hiểu, luôn luôn tìm mọi cách để cho được cái yếu tố nó vào để tạo một sự khác biệt. Tôi ví dụ sắp tới, ví dụ đi ngang đi Cần Giờ là phải ghé nguyên những cái làng yến, làng yến sao ở làng Tam Thông Hiệp đó, yến ra vô coi con yến làm sao và ăn đường tráng yến ví dụ như vậy, rồi mình xuống dưới kia mình ăn những cái loại rau rừng chẳng hạn. Thế đó chính là cái mà làm cho người du khách người ta lưu luyến, người ta nhớ, người ta, khi nói bây giờ hả, đúng chỗ đó đó có cá dứa đó, đó chỗ đó có ăn yến đó, đó nó nhớ như vậy. Và chúng tôi dễ bán lắm, được như vậy là bán rất là tốt cho khách, mà khách cũng vừa thỏa mãn được cái nhu cầu tìm hiểu cái mới, cái bản địa hơn, cái lạ lẫm hơn. Vì sắp tới chúng tôi chuẩn bị làm ở Nhà Bè nè, nghiên cứu tự nhiên xuống Nhà Bè. Nhà Bè nếu mà ăn được những con cá, dĩ nhiên con cá ví dụ như là cá kèo, kèo đỏ, bình thường mình ăn cá kèo bình thường, nhưng mà Nhà Bè ăn con kèo đỏ hay lắm. Những cái lạ lạ như vậy, nó không mất tiền, nhưng mà nó là sản phẩm địa phương, làm cho người du khách người ta nhớ, rồi là người ta đem, người ta giới thiệu cho gia đình họ. Đó chính là cái điều ao ước của những người khai thác là du lịch. Và chúng tôi cũng mong mỏi là địa phương cố gắng nghĩ cái này đó, để một là tránh cạnh tranh, bởi vì mình có cái đó mà họ không có là thôi, chứ là không được cạnh tranh được. Tránh cái chuyện mà gọi là chỗ nào kinh doanh giống nhau. Vì tại vì mình không tìm cái điều cái riêng của mình, mình làm cái người ta đang có thì tự nhiên là đi vào đi cạnh tranh không tốt. Thứ hai là làm cho người khách cảm giác đi đến đâu cũng giống nhau. Thứ ba nữa là như thế thì cạnh tranh quá thì phải làm hạ giá mình lên không. Rồi thì chúng tôi mà bán được sản phẩm bản địa đó là chúng tôi bán giá tốt, bán những người ham thích cái đó, bán những người thích những cái mới lạ thì chúng tôi bán giá rất là tốt, hai bên đều vui vẻ hết trơn. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn.